vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Minh và Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tứ. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Quý Hợi, tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọa. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh tỵ, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tý, giáp tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023, chi tiết, cụ thể, chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp phương Đông cho thấy người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình. Vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Tam hội xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn phải chịu trước đó. Nhờ vậy bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đang ở đúng vị trí nên nỗ lực phấn đấu hết sức. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, áp lực được giảm đáng kể, có thêm động lực. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nhạy bén nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, kiếm về khoản lợi nhuận kha khá. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đôi lứa chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 20, số 69, số 17. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu.
Xem tử vi cho thấy, thiên quan tác động lên vận trình ngày mới của người tuổi Sửu, khiến bạn có thể sẽ phải đối mặt với những người sếp và đồng nghiệp khó tính. Bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục và chứng minh rằng mình đúng. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải lo lắng quá vì năng lực và sự khéo léo của bạn sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng ngay, nhưng kết quả công việc sẽ cho thấy bạn không hề khoác lác, do đó hãy tập trung vào chất lượng hơn. Vì ngũ hành tương xung nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Tuổi Sửu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tình yêu của hai người được lâu dài. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đối mặt với sếp và đồng nghiệp khó tính. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tốn công sức để thuyết phục và chứng minh năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, năng lực và sự khéo léo giúp xoay chuyển tình thế. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên tập trung vào chất lượng công việc hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 16, số 80. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Lục hợp cục mang tới cho người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong ngày hôm nay. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Ngũ hành thủy sinh thổ giúp người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý chung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá kẻo để lỡ cơ hội lần này. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, quý nhân phù trợ, mọi chuyện đều thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, kiếm được lợi nhuận từ những mối làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, người độc thân có cơ hội tìm được ý chung nhân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 21, số 64, số 55. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Tử vi hàng ngày dự báo, nhờ tam hợp che chở, hôm nay được coi là một ngày may mắn với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Tài lộc cũng rất khả quan, mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp. Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tài lộc khả quan, áp lực tài chính được gỡ bỏ. Tử vi tuổi Kỷ Mão
thuộc mệnh thổ, có thêm tiền bạc nhờ khoản đầu tư trước đây. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nên thận trọng trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 68, số 72. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ 3 này, có chính ấn giúp sức, người tuổi Thìn khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển, nhờ thế mà bạn được nhiều người kính trọng. Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi bạn chính là người có thể tìm ra hướng đi mới cho những công việc tưởng chừng đã theo lối mòn. Đây là lúc bản mệnh tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng. Thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, bỏ ngoài tai những điều người ấy nói. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, đưa ra những quyết định đúng đắn và quyết đoán. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, gây ấn tượng với cấp trên nhưng đừng quá kiêu ngạo. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 02, số 11, số 86. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ Hợi tác động, người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi này trong lúc bạn sơ hở. Ngày này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Vì thế, cho dù lo lắng đẩy bản mệnh đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mà tốt nhất là tuổi Tỵ không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này. Thủy hỏa xung khắc, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó bạn hãy thử lắng nghe cảm nhận của người ấy trước khi bạn làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, dễ bị người khác cản trở, hãm hại sau lưng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, càng nôn nóng sẽ càng dễ gặp bất lợi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên đưa ra quyết định khi đang nóng giận. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cái tôi quá cao dễ khiến tình cảm đổ vỡ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 60, số 19, số 80. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023
của tuổi Ngọ. Hôm nay được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ thiên tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, biết cách kiếm tiền để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, công việc không có gì phải lo lắng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên vạch rõ ranh giới với người khác phái. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 29, số 77, số 31. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Nhờ tam hợp độ mệnh, công việc của tuổi người tuổi Mùi trong ngày thứ 3 này có những bước ngoặt quan trọng, rất may là chúng phát triển theo hướng tích cực. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời. Muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Tranh thủ thời gian này để học tập định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu dài. Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Ngược độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có những bước ngoặt quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, gặp gỡ và làm quen với người nâng đỡ sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chớ nên quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, dễ gặp may ở phương diện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 18, số 60, số 20. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Tương hại giáng họa, người tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ngày hôm nay. Bản mệnh sống hết mình với người khác nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. Con giáp này cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng. Công việc không mấy suôn sẻ khi xung quanh con giáp này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi qua mất. Kim sinh xuất cho thủy là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách. Những cãi vã, xích mích trong tình yêu là điều không tránh khỏi, quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chịu tổn thương do những rạn nứt trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa,
hết mình với người khác nhưng không được đối xử tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cần học cách chấp nhận những điều thất vọng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đề phòng tiểu nhân rình rập và gây cản trở. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 06, số 76. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Thiên ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dậu cho thấy bản mệnh có thể có cơ hội để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Cát tinh ở bên tạo ra lợi thế cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, nổi trội hơn hẳn giữa đám đông. Hơn thế nữa, vận may còn đến trong các vấn đề tiền bạc, bản mệnh có thể đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng trong thời gian này. Tuy nhiên, dù vận trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái, kẻo tiền bạc có là núi cũng hết sớm thôi. Về mặt tình cảm, sự cứng nhắc về mặt thái độ, hành động dù là của bạn hay đối phương cũng sẽ khiến mối quan hệ này khó mà phát triển lâu dài được. Khi còn bên nhau, hãy cố gắng mềm mỏng vì đó là người mà ta yêu thương, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, thể hiện năng lực nổi trội của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, vận may đến trong các vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ chững lại vì sự cứng nhắc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 66, số 55, số 12. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Tuổi Tuất có thể đạt được thành công đáng kể trong công việc, vận trình thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ khi trong ngày được chính quan nhập mệnh. Kết quả này hoàn toàn là do những kinh nghiệm mà con giáp này tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua, may mắn chỉ là yếu tố phụ. Cấp trên chắc chắn đã nhìn thấy sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn và sẵn sàng trao cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, lo rằng mình không đủ khả năng. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ do dự. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cần quan tâm đến con cái nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 18, số 68, số 91. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cam. Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành, Hợi Hợi tự hình, tâm trạng của người tuổi Hợi sa sút khá rõ do những tác động đến từ yếu tố khách quan. Những lời nói ra nói vào, sự nghi ngờ của mọi người khiến bạn đánh mất tự tin thường ngày, cũng không thể phát huy năng lực một cách tối đa, hiệu suất sụt giảm. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền mất của Hợi. Dù vào lúc vận trình tài lộc rủng rỉnh nhất, bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Làm việc gì cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Ngày thủy vượng, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là về đường ruột, tiêu hóa. Con giáp này nên giảm tải bớt công việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để loại bỏ những nguy cơ gây tổn hại đến cơ thể của mình nhé. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tâm trạng sa sút do yếu tố khách quan. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, đánh mất tự tin do bị nghi ngờ năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có nguy cơ mất tiền mất của. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần có kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 88, số 64. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.